Chào mừng quý vị, quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Luxurica Hải Dương, có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Tại đây thì trung tâm salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng, đều có cam kết bảo hành không đâm đụng, không tai nạn, không gặp nước, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và buổi chiều ngày hôm nay bên salon nhà em lại vừa cập nhật thêm một chiếc xe 5 chỗ ngồi, số sàn, phân khúc hàng C nữa. Đây là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2016, động cơ 1.6 số sàn, xe mới sử dụng được hơn 40.000 km, tức là hơn 4 vạn cây ạ, và đang mang biển số 15A49500. Chiếc xe này hiện tại đang được chào bán tại salon Luxurica Hải Dương với mức giá chỉ có 358 triệu thôi ạ. Xe còn rất là đẹp, ngoại thất màu đen và nội thất bên trong. Nội thất bên trong của xe là hai màu, ghế hai màu, một tông màu sữa và một tông màu viền xám bên ngoài. Lốp còn khá là dày đấy, lốp còn rất là dày. Hệ thống đèn chiếu sáng còn khá là trong. Từ những chi tiết nhỏ như mạ chrome ở cái mặt ca lăng này còn khá là mới. Chiếc xe phân khúc hạng C 5 chỗ ngồi số sàn này tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng tầm 8 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ đến tận tháng 11 năm 2021 cơ. Còn rất là dài. Nên anh em nào mua chiếc xe này về thì không phải đi khám lại đâu. Đi hơn 1 năm nữa thì khám lại. Nội thất trên xe đây ạ. Đây, ghế da nguyên bản theo xe. Thì cái dòng xe Cruze này thì cái vị trí chỗ miếng da, chỗ cần số này thì không tránh được. Xe nào cũng bị này thôi, một thời gian là tự nó nổ. Này, phanh tay vô lăng này còn rất mới này. Vô lăng đây, cần số đây còn rất mới nhé. $358 triệu cho một chiếc xe số sàn phân khúc hạng C, đi rất đầm chắc. Xe còn tương đối đẹp. Nhược điểm của dòng xe này đi thì hơi tốn xăng một chút so với những chiếc xe cùng phân khúc. Nhưng ngược lại thì độ đầm chắc thì cực kỳ là đầm chắc. Và giá của nó này rất là hợp lý. Form dáng đẹp. Xe cũng được chủ xe lắp sẵn cam hành trình. Và trên xe có tích hợp sẵn 4 mắt cảm biến lùi. Cam hành trình tích hợp luôn đây, đằng sau đây. Nước sơn còn đen bóng. Và sơn zin còn lên đến 85%. 80-85% chiếc xe này. Nội thất ghế hai màu. Một màu kem sữa pha viền ngoài là màu đen. Gương chỉnh điện. Đấy, quý vị quý anh chị nhìn vô lăng theo xe nhé. Vô lăng theo xe nhìn còn cực đẹp luôn này. Ai vô lăng theo xe cần thấu số theo xe này. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, đi kèm theo 4 la răng đúc hợp kim đúc 16 inch, 4 phanh ABS. À xin lỗi, chiếc xe này thì đúng rồi, 4 phanh ABS đấy ạ. 4 phanh ABS. Từ đời cuối 2015 trở lên thì số sàn Cruze đã có 4 phanh ABS rồi. Đây ở dưới nắp capo là động cơ 1.6 lít. Tất cả có nguyên vẹn luôn. Nguyên bản tất nhé. Tiêu hao nhiên liệu em vừa nói rồi một lần rồi. Tầm 8 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Từ capo, tất cả ốc, chân máy, mặt máy, gì hết. Mới đi có hơn 4 vạn cây thôi mà. Sau khi kết thúc cái video này, quý vị, quý anh chị có nhu cầu
muốn mua chiếc xe hoặc là muốn trao đổi chiếc xe này thì vui lòng liên hệ cho em theo số hotline 0828 066 166 và số 0978 607 555. Xem xe và kiểm tra xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn lại quý vị vào những clip lần sau. Quý vị xem xong đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và kích vào quả chuông